Xin chào, đã lâu không gặp lại các bạn. Chúng mình đã mất nhiều thời gian suy nghĩ, lên ý tưởng để những video giải thích của kênh ngày càng hay và độc đáo hơn. Hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận của các bạn trong thời gian tới. Lần này chúng mình sẽ nói đến thuốc lá. Không như các bạn nghĩ đâu, mình đảm bảo chủ đề này sẽ rất lý thú. Không chỉ khai thác suy nghĩ của người trong cuộc, video này còn nói về những điểm mà ít người dám bày tỏ như lợi ích của việc hút thuốc lá, các giai đoạn của việc hút thuốc và cảm giác kèm theo, cùng với đó là vô vàn góc nhìn khác. Các bạn có háo hức không? Còn chần chừ gì nữa? Hãy khám phá thôi. Trước khi bắt đầu, để mình giới thiệu qua về thuốc lá một chút. Các bạn vẫn thấy những thanh niên, chú bác trên tay cầm một điếu gì đó nghi ngút khói. Nó có mùi thật khó chịu, khiến ta không thể thở nổi. Đó chính là thuốc lá đấy. Cụ thể hơn, mọi thứ bắt đầu từ cây thuốc lá, một loại cây cao từ 1 đến 2 mét và có lá khá to. Người ta thái sợi lá của cây này rồi nhét vào giấy thành hình trụ, giống như điếu thuốc mà ta vẫn hay thấy. Thuốc lá thường được đốt cháy ở một đầu để cháy âm ỉ nhằm mục đích tạo khói, và khói này theo dòng khí vào miệng người hút từ đầu đối diện. Các bạn không còn lạ gì với những biển cấm như này nữa đúng không? Những biển cấm, băng rôn khẩu hiệu cấm thuốc lá ở mọi nơi, nền giáo dục và truyền thông kịch liệt phản đối thuốc lá. Nói đó là một mối nguy hại cho con người và cộng đồng xung quanh. Rất nhiều bạn ở đây mặc nhiên đồng ý là như vậy. Nhưng có ai đặt vấn đề về lợi ích của việc hút thuốc chưa? Nó không có nhiều thông tin khi các bạn search Google đâu. Hãy để chúng mình nói với bạn. Đầu tiên, thực tế rằng hút thuốc lá giúp ta tỉnh táo hơn. Rất nhiều người hút thuốc lá đồng ý với điều này. Bạn đã nghe qua về nicotine chưa? Đó là một chất gây nghiện mạnh, được cho là thuốc an thần, vừa là chất kích thích. Khi cơ thể tiếp xúc với nicotine, nó kích thích tuyến thượng thận, dẫn đến việc giải phóng adrenaline, làm cơ thể hưng phấn và tỉnh táo ngay lập tức. Khi công việc căng thẳng hay có nhiều suy nghĩ, người ta lại tìm đến điếu thuốc lá. Khi đó, họ có sự tĩnh táo cần thiết. Các bạn thấy hình ảnh người lính hút thuốc trong chiến tranh, hay những người nổi tiếng trong lịch sử thích hút thuốc, tất cả đều tìm đến khói thuốc để giải tỏa căng thẳng. Một điều khác mà không biết các bạn có để ý không? Đó là nhiều người nghiện thuốc lâu năm luôn ở trong tình trạng gầy gò, nên hút thuốc cũng là một cách giảm cân. Thực tế thì việc giảm cân này là do sự độc hại của thuốc lá. Các chất độc hại trong thuốc làm suy giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Sau một thời gian, cơ thể sẽ bị suy nhược, dẫn đến việc gầy đi. Các bạn nên cân nhắc về cách giảm cân này nhé. Một lợi ích khác của thuốc lá là tính xã hội. Một số người cho rằng hút thuốc thể hiện sự trưởng thành, đứng đắn ở người đàn ông, chứng tỏ họ đã lớn, có đủ sự trách nhiệm. Trên phim ảnh thường thể hiện những người đàn ông với điếu thuốc lá. Đôi khi đó là biểu tượng của sự trưởng thành. Trên bàn làm việc, thuốc lá đôi khi là đầu câu chuyện. Người ta phải hút để câu chuyện cởi mở hơn, có nhiều cơ hội trong việc đàm phán, ký kết. Sẽ không hay nếu chúng mình cứ nói về lợi ích của thuốc lá đúng không? Thực tế thì thuốc lá rất độc hại, ai cũng biết. Nhưng mình sẽ chỉ nói qua một chút về tác hại của nó thôi. Thuốc lá có hơn 5.000 loại chất độc khác nhau. Một số có thể kể đến như butadiene, một chất để sản xuất cao su, gây ra ung thư máu. Benzene, chất được cho là gây nên bệnh bạch cầu ở người. Cadmium, có trong pin và gây ra suy tuyến thượng thận. Và vô vàn các chất hóa học khác. Cho nên, hút thuốc sẽ gây ung thư cho một số cơ quan trong cơ thể. Ung thư phổi, ung thư vòm họng, các bệnh lý về tim mạch, vàng răng hay loãng xương, đục thủy tinh thể là những bệnh phổ biến mà ta phải gánh chịu. Sẽ không là vấn đề gì nếu một mình ta mắc phải. Nhưng hút thuốc còn gây hại đến cộng đồng nữa, đặc biệt là với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Khói thuốc làm chậm sự phát triển của em bé trước khi sinh, làm tăng nguy cơ em bé bị dị tật bẩm sinh. Bà mẹ mang thai khi tiếp xúc nhiều với khói thuốc cũng dễ tử vong do hội chứng đột tử sau sinh. Có vô vàn tài liệu tham khảo để các bạn biết thêm về tác hại của khói thuốc. Trọng tâm của video này là mang đến cho các bạn những trải nghiệm thật nhất, những suy nghĩ và cảm nhận của người trong cuộc. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các giai đoạn hút thuốc và cảm giác kèm theo. Mình sẽ chia ra làm các giai đoạn khác nhau, từ khi bắt đầu mới tập hút cho đến nghiện nặng trên 10 năm. Mỗi giai đoạn là một cảm nhận rất khác nhau. Đến với giai đoạn đầu tiên, hãy tưởng tượng một thanh niên trẻ lần đầu cầm điếu thuốc trên tay. Một mồi lửa châm vào đầu thuốc, anh ta mạnh mẽ rít một hơi vào trong họng, khói thuốc lần đầu đi vào trong phổi. Lúc này, nhiều bạn sẽ bị sặc và ho liên tục.
chúng ta không quen với mùi khó chịu và cay của thuốc lá. Lập tức phản xạ theo thói quen là ho dữ dội. Mùi thuốc lá in sâu vào trong tâm trí. Hẳn là nhiều người không muốn dùng nó nữa sau lần thử đầu tiên. Giai đoạn thứ hai là trên một năm. Những người này dần quen với việc hút thuốc. Những người này mô tả rằng khói thuốc đôi khi họ thấy khó chịu, cay nồng, nhưng lại có cảm giác kích thích, hưng phấn khi hút nhiều. Họ không quá nghiện thuốc, có thể một tuần không đụng đến thuốc lá, nhưng vẫn sẵn sàng hút khi có dịp. Đây cũng là khoảng thời gian cơ thể có những sự biến đổi. Người hút thuốc có những ADN biến đổi và xuất hiện những khối u. Để đưa ra kết luận trên, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích hơn 5.000 khối u của cả những người hút thuốc và chưa bao giờ hút thuốc. Nghiên cứu trên có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Viện Wellcome Trust Sanger của Anh và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos của Mỹ và được đăng tải trên tạp chí Science số ra ngày 3 tháng 11. Giai đoạn 3, hút thuốc trên 5 năm. Những người đã nghiện thuốc lá nặng, trung bình sẵn sàng hút một bao thuốc lá mỗi ngày. Dù vẫn ý thức được tác hại của thuốc lá, cảm giác khó chịu biến mất hoàn toàn. Đổi lại là cảm giác tỉnh táo. Tâm trạng họ sẽ bất ổn, căng thẳng, sắc mặt nhợt nhạt. Những cơn co giật xuất hiện khi không có thuốc lá. Cơ thể họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Họ phải gánh chịu mỗi năm trung bình 97 đột biến trong mỗi tế bào thanh quản, 39 đột biến trong bạch hầu, 23 đột biến cho miệng, 18 đột biến bàng quang và 6 đột biến trong mỗi tế bào gan. Giai đoạn cuối, hút thuốc trên 10 năm. Không nhiều người giữ được thói quen như vậy. Thuốc lá đã là một phần của cuộc sống, đơn giản như là một công việc thường ngày. Lúc này, nhiều người nói rằng thuốc lá rất ngon, rất khó cưỡng. Họ thích cảm giác khói thuốc trong cổ họng, trong phổi. Phì phèo khói thuốc làm họ thấy phấn chấn. Những người hút thuốc lâu như vậy thường đối mặt với các bệnh lý. Cơ thể gầy gò yếu ớt. Chúng mình không hy vọng các bạn sẽ hút thuốc lâu đến vậy đâu. Để kết lại video, mình sẽ giải thích tại sao dù biết thuốc lá có hại nhưng người ta vẫn cứ hút. Nền công nghiệp thuốc lá vẫn đang phát triển mạnh. Số người hút thuốc cũng đang tăng lên. Lý giải đầu tiên có thể kể đến là áp lực. Có những người có cuộc sống không như mong muốn. Họ chịu bất hạnh khi còn nhỏ. Những gánh nặng đè lên đôi vai họ. Tâm lý căng thẳng dẫn đến tìm thứ gì đó để giải tỏa. Họ tìm đến thuốc lá như một liều thuốc an thần, giúp họ bình tĩnh và thoát khỏi thực tại cay đắng. Thứ hai, đó là sự thân thuộc và gắn bó. Thói quen thường thì khó bỏ. Hút thuốc làm họ thấy hưng phấn, hạnh phúc. Hạnh phúc khi hút thuốc là một điều gì đó rất khó lý giải. Thứ ba, khi ai đó quyết tâm bỏ thuốc, cơ thể sẽ bị phản ứng xấu. Những cơn co giật, nhức đầu liên tục xảy đến. Khi ai đó đang cố bỏ thuốc, đó là biểu hiện khi cơ thể đã quá quen với việc hút thuốc. Điều này khiến họ phải hút thuốc trở lại, dần dần trở thành một thói quen, một phần của cuộc sống. Hy vọng video này đủ thú vị để giữ chân bạn đến cuối. Hãy cảm nhận thuốc lá theo cách riêng của các bạn nhé. Đừng quên để lại comment để chúng mình biết thêm suy nghĩ của các bạn. Nhớ like và subscribe để chúng mình có động lực làm video hay hơn. Hẹn gặp lại trong các chủ đề thú vị sau.